Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Cũng như thời ông Noe, sự việc đã xảy ra cách nào thì trong những ngày của con người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi sơ đôn, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau say bột thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng thì một người sẽ được đem đi còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, ở đâu vậy?" Người nói với các ông: "Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó." Anh chị em thân mến, trong mùa dịch Covid vừa qua, rất nhiều gia đình của chúng ta mất đi những người thân yêu nhất. Có những gia đình 5 người, hai vợ chồng, ba đứa con nhiễm Covid. Sau khi vào bệnh viện điều trị Covid, thì khi trở về, ba đứa con, một người bố, còn người mẹ thì chỉ còn lại là một nắm cho tàn. Năm người đi, bốn người về. Đó là một điều đau xót trong mùa dịch vừa qua. Và chính từ những cái kinh nghiệm đó nhiều người đặt câu hỏi phải chăng câu lời chúa hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ bị đem đi hai người đàn bà cùng nhau say bột thì một người sẽ được đem đi hai người đàn ông đang ở ngoài đồng thì một người sẽ được đem đi phải chăng câu lời chúa đó đang ứng nghiệp trong thế giới ngày hôm nay thưa ông bạn chị em chúng ta thường hiểu câu lời Chúa này theo nghĩa và theo hướng rằng hai người thì một người đem đi ra khỏi cuộc sống này tức là người đã chết còn người còn ở lại cuộc sống này tức là người còn sống thưa bà ông bà anh chị em không phải như vậy thực ra điều Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta là chúng ta sẽ được đem đi để vào nước trời chúng ta được đem đi để vào nước trời nước trời là đích đến cuối cùng của mỗi người chúng ta chúng ta thường lo bệnh rồi chúng ta thường sợ chết tức là chúng ta sợ bị đem ra khỏi cuộc sống hiện tại này cuộc sống ở trần gian này nhưng dường như ít khi chúng ta sợ bị đem ra khỏi nước trời mà như ông bà chị em biết đó bị đem ra khỏi nước trời chính là chúng ta phải chết muôn đời chúng ta không sợ bị đem ra khỏi nước trời vì chúng ta lại quá lo lắng và chúng ta phải chết, phải ra khỏi cuộc sống này. Đó cũng là một điều chúng ta cần nhìn lại khi nghe lời Chúa ngày hôm nay. Vào mùa Covid vừa qua, có một em lễ sinh đến xin lễ với con. Em đã xin lễ cho chị ca trưởng trong xứ. Em nói là chị đang bị Covid và đang trở nặng. Rồi em cũng kể với con về cái cuộc đời rất tốt lành của chị Giúp nhà thờ, giúp ca đoàn Rồi trong làng, trong xóm, trong khu phố Thì sống hòa nhã, trang hòa với mọi người Đặc biệt là có một em mồ côi ở cạnh nhà chị Chị vẫn hàng tháng chu cấp cho em Để em có tiền ăn, tiền học Nhưng mà chị lại nhiễm Covid Và giờ đây trở nặng Em xin lễ để cầu xin cho chị được ơn chữa lành. Và sáng hôm sau, khi con dâng lễ theo ý của em đó xin xong, con có gọi cho em và nói rằng, Con, con à, cha vừa dâng lễ theo ý của con xin để cầu cho chị ca trưởng. Về phương diện con người, chắc có lẽ nếu mà con thăm chị đó, con hãy gửi lời cảm ơn của cha đến với chị. Cảm ơn chị vì những việc làm rất tốt lành những việc làm tình thương mà chị đã thực hiện trên mặt đất này trong tư cách là một người kỳ tô hữu làm chứng cho đức tin về phương diện đức tin thì sáng nay thật ra cha dân lễ để tạ ơn chúa với chị tạ ơn chúa vì có thể rằng chúa sắp đến để đem chị vào nước trời Chúng ta thường nghĩ rằng Chúa đến đem chúng ta ra khỏi thế giới này Chúng ta chết Nhưng không, sáng nay cha dân lễ để tạ ơn Chúa Vì Chúa sắp đến đem chị ấy vào nước trời Để sống muôn đời với Ngài Đó là tư tưởng mà lời Chúa ngày hôm nay Con cùng suy niệm với cộng đoàn Chúa đến đem chúng ta vào nước trời xin chúa khi đến trong vinh quang của ngài xin cho mỗi người chúng con cũng được chúa đem đi vào nước trời để chúng con được sống muôn đời xin cho chúng con biết chuẩn bị cuộc sống ngày hôm nay sống làm sao để ngày cuối cùng chúng con không bị gạt ra khỏi nước trời mà mất phần rỗi muôn đời amen